Anh đã trở lại với kênh Cắt Thời Gian. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái cách làm mứt gừng nhanh gọn nha các bạn. Thì ở đây mình chọn cái loại gừng lớn á, để mình dễ cạo nè. Thì ở đây mình có tầm khoảng 1 ký. Thì bây giờ cái gừng này mình đã mua về và chọn gừng lớn. Còn nếu các bạn nào không thích thì các bạn sẽ làm với gừng sẻ, nó cay hơn mà cái gừng nó nhỏ hơn, nó lại khó cạo hơn một tí xíu nha các bạn. Thì cái phần gừng này mình đã chuẩn bị 1 ký. 1 ký gừng này thì bây giờ mình chuẩn bị ở đây là một tô nước các bạn. Thì khi cái tô nước các bạn chuẩn bị nè, mình sẽ cho cái phần gừng qua. Cái tô nước các bạn chuẩn bị á, thì mình sẽ cho vào đây một muỗng muối. Một muỗng muối vào nước này để khi mình cạo cái phần gừng á, mình cho vào cái phần nước này nè các bạn, cái gừng mình nó sẽ không bị đen và nó sẽ thơm phần gừng hơn một tí xíu ha. Thì bây giờ gừng ở đây thì các bạn bẻ ra, còn nếu các bạn không thích thì các bạn sẽ để nguyên cái này. Mình cạo hết một tí xíu nữa, mình dùng một cái dao bào, các bạn bào phần mỏng này ra, nó nguyên một cái lớp gừng rất đẹp. Nhưng mà mình sẽ bẻ nó ra cho dễ làm nha các bạn, khi các bạn cạo nè. Còn không các bạn dùng cái dao bào á, các bạn làm cho nhanh cũng được. Thì mình cạo nó ra vậy là cái miếng gừng mình nó trắng bóc và rất sạch luôn á. Đó thì cái miếng gừng mình trắng vậy, các bạn cho vào cái thau nước muối của mình nè. Khi cho vào cái thau nước muối á, là từ từ nó sẽ làm cái phần gừng mình nó không bị cay quá nha các bạn, và nó sẽ tôi cái phần gừng và sẽ đẹp hơn. Thì bây giờ cứ phải các bạn cạo cho nó hết 1 ký gừng nữa nha. Thì giờ mình đã cạo xong hết rồi nè các bạn. Đó, cái phần vỏ này mình cạo xong và ra cái phần gừng mình nè. Nó hơi vàng vàng và trắng trắng. Thì khi các bạn ngâm vào thau nước muối này tầm khoảng cỡ 15 phút. Thì từ hồi nãy giờ mình cạo vào tầm khoảng cỡ 15 phút hả, các bạn ngâm vào nước muối này nè. Bây giờ mình sẽ đi rửa và xả cái phần nước này đi, xong rồi các bạn sẽ dùng một cái dao bào mình xắt nó ra nha. Thì bây giờ mình rửa tầm khoảng cỡ 3 nước nó đã sạch rồi các bạn. Thì bây giờ mình dùng cái dao bào, dao bào này của mình thì nó hơi đen và nó hơi cũ nhưng mà bào rất ngon nha các bạn. Thì các bạn sẽ bào nó như vậy nè, đó thì nó lại mỏng cái phần gừng của mình hơn nha. Còn nếu các bạn nào thích dày thì các bạn sẽ đưa vào cái thớt đó, các bạn xắt thì nó lại mỏng như vậy. Khi gừng nó có mủ á, các bạn bào xong thả vào một thau nước của mình lại nè, thì cái phần gừng mình nó sẽ trắng và nó sẽ giảm bớt cái độ cay nha. Còn nếu như các bạn nào không thích cay nhiều á, thì các bạn sẽ cho một ít phần chua vô. Một ít phần chua vô là nó tẩy cái độ gừng này trắng hơn và nó sẽ bớt cay nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó các bạn cứ xắt từ từ nó ra từng lát lát như vậy nè. Còn nếu mà cái phần nào nó khó sắc quá thì các bạn sẽ dùng một cái dao được các bạn sắc, còn cái phần nào dễ sắc thì chúng ta sẽ bào nó hết đi. Đó, các bạn bào khéo nha. Đó, như cái củ này rất bự nè. Đó thì mình bào như vậy, nó hơi mỏng mỏng thôi. Chứ còn cũng đừng có bào dày quá. Còn nếu các bạn nào không thích thì mình sẽ sắc dày và sắc sợi sợi á. Đó thì cứ như vậy nè, các bạn bào mỏng mỏng như vậy nè, các bạn bào cho hết cái phần gừng này nha. Thì bây giờ mớ gừng mình đã sắc xong rồi các bạn, cái phần gừng này các bạn thấy không? Sắc á, thì sắc cái đồ cho nó mỏng mỏng một tí xíu. Này là mình bào, còn ví dụ như là cái nào mà nó hơi khó sắc á, khó bào quá thì các bạn sẽ đưa lên tấm thớt và dùng một cái dao mình sẽ sắc nó đi nha. Sắc cho nó thật mỏng mỏng ra thì các bạn sẽ để ngâm vào trong cái thau nước đây tầm khoảng cỡ 5 phút. Thì cho nó giảm bớt cái độ cay nha các bạn. Còn nếu các bạn nào muốn cái đường, muốn cái gừng của mình đây nè, nó trắng hơn một tí xíu thì các bạn sẽ dùng phèn chua. Cái phèn chua các bạn ngâm vào trong đây tầm khoảng cỡ 10 phút thì các bạn đem ra các bạn rửa, thì cái phần phèn chua nó sẽ tẩy hết cái chất màu vàng và nó sẽ trắng cái miếng gừng nha các bạn. Nhưng mà cái phèn chua thì thực sự là nó rất là độc. Nếu mà làm ăn ở nhà cho nó chất lượng thì các bạn đừng dùng phèn chua, các bạn chỉ dùng một ít muối để cái mũ gừng nó không bị dính lại xung quanh cái phần gừng thôi. Thì khi mình làm xong muối rồi mình sẽ rửa lại tầm khoảng 3 tới 4 nước. Thì bây giờ các bạn ngâm, khi các bạn bào ra ngâm như vậy nè, thì ngâm trong tầm khoảng 5 phút xong các bạn sẽ đi rửa nước. Rửa tầm khoảng 5 nước lại cho nó sạch và nó giảm cái độ cay bớt nha các bạn.
Còn nếu các bạn nào muốn ăn cay nhiều thì các bạn sẽ dùng cái gừng mà gừng sẻ, gừng nhỏ nhỏ thì nó cay nhiều hơn. Nhưng mà lúc các bạn cạo thì nó hơi khó tại vì nó nhỏ quá đó. Thì bây giờ mình sẽ ngâm được 5 phút đi. Các bạn ngâm 5 phút xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đồ đường với lại gừng mình sẽ thắng sau. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị một cái chảo ha các bạn. Ngâm tầm khoảng cả 5 phút, bây giờ là được 5 phút rồi nè. Thì mình sẽ đi xả hết cái phần nước này rồi các bạn sẽ rửa và để ráo nha. Thì bây giờ mình đã rửa cái phần gừng này sạch và để ráo nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Nguyên lát lát và nguyên hoảnh như vậy rất là đẹp luôn. Đó, và nhìn nó cũng rất là mỏng chứ không phải dày nha các bạn. Khi các bạn làm mà mình làm á mình dùng nhẹ nhẹ cái tay một tí xíu chứ không có phần gừng này mình mới ngâm nước và rửa xong á nó còn tươi quá là nó giòn á nó sẽ gãy nha các bạn. Đường thì ở đây mình có tầm khoảng nửa ký đường và một ký gừng và cái nước cái chén nhỏ này các bạn dùng một chén nước. Còn nếu như các bạn dùng cái chén ăn cơm á thì các bạn dùng tầm khoảng nửa chén nước. Thì bây giờ mình sẽ đổ vào một cái nồi để mình làm, các bạn mình sẽ cho cái này qua một bên. Thì khi mình tính làm ở trong cái nồi nhưng mà thôi ở đây mình có một cái chảo nè các bạn làm để cho nó dễ đảo hơn đó. Thì nếu các bạn nào có chảo không dính thì các bạn sẽ đổ vô, còn ở đây mình dùng cái chảo bình thường của mình nha. Đó, khi các bạn cho hết cái phần gừng này vô đây rồi thì các bạn cho vào đây nửa ký đường. Còn nếu các bạn nào muốn tăng cái độ đường lên nhiều thì các bạn sẽ làm tầm khoảng cỡ 8 lạng. Nhưng mà làm nhiều quá các bạn biết sao một hồi nó còn dư đường lại á, mình sẽ không làm gì được, sẽ bỏ cái phần đường đó đi á. Chứ còn không mai mốt các bạn làm mất gừng nữa thì các bạn sẽ cho đường vô nữa. Chứ còn cái đường của mất gừng thì cũng không có làm gì hết. Thì bây giờ mình sẽ đổ vào đây một chén nước nhỏ. Và chén nước nhỏ đổ xong rồi thì các bạn sẽ bắt lên bếp ga và sẽ bật ga lên nha. Giờ mình sẽ bắt lên bếp ga các bạn và sẽ bật ga lên. Trước khi các bạn bật ra lên thì các bạn cho cái nóng cái phần này nè, bạn sẽ dùng đôi đũa và đảo nhẹ một tí xíu tại vì cái gừng này của mình nó giòn đó các bạn, là sợ nó sẽ bị gãy á thì nó còn tươi. Còn nếu các bạn nào dùng cái gừng này các bạn phơi cho héo héo một tí xíu thì các bạn đảo nó không bị gãy nha. Đó, thì bây giờ các bạn cho nó nóng đều lên là nó sẽ tan hết cái phần đường này ra. Nếu các bạn thích thì các bạn bà đảo, còn không thích thì mình sẽ để như vậy cũng được. Các bạn dùng cái sạn này đó, các bạn đảo nó lên, đảo nó lên là nó sẽ tan đường này các bạn. Đó là nó gần tan cái phần đường mình rồi thì các bạn cho nó tan hết cái phần đường đi để nha. Bây giờ cái phần đường mình nó tan gần hết thì các bạn sẽ hạ đồ lửa nhỏ xuống hoặc đồ lửa trung bình. Khi làm mứt thì mình sẽ cho đồ lửa trung bình hoặc lửa nhỏ. Các bạn đừng cho lửa lớn quá là nó sẽ cháy cái chính giữa, ga nó sẽ không đều và nó cháy chính giữa. Đã lên cái mứt gừng mình nó xong đẹp nha các bạn. Thì các bạn hạ đồ lửa trung bình hoặc lửa nhỏ thì các bạn sẽ canh chừng chừng. Cứ 1 phút các bạn canh một lần nha. Nấu cỡ tầm khoảng được 1 phút rồi nè các bạn. Thì cái phần nước nó ra nhiều nè. Cái phần gừng mình nó sẽ xìu xuống hết nè các bạn, nó không còn có độ giòn nữa nha. Đó thì các bạn sẽ dùng cái đảo á, các bạn đảo lên. Đó cái phần này là đường ra rất nhiều rồi nè. Ở nhà mình làm là cái gừng nó màu hơi vàng vàng trắng trắng như này mới là gừng ở nhà làm nha các bạn. Còn nếu mà cái gừng mà trắng tinh luôn á là gừng người ta dùng vào đường cái phèn chua đó các bạn, người ta rửa và ta ngâm á, ăn cái đó rất hại cho sức khỏe nên ở nhà các bạn làm bảo đảm hơn. Thì bây giờ mình sẽ cho nó sôi. Cứ cho nó sôi khi nào nó cạn cái phần nước này mà cứ 1 phút là các bạn sẽ kiểm tra một lần ha. Có thời gian tầm khoảng được 1 phút nữa các bạn, cái phần nước nó sẽ rút xuống như vậy nè. Mình sẽ dùng cái đôi đũa và cái cây đảo á, các bạn đảo nó lên cho nó đều một tí xíu nha. Để cho cái phần trên nó ngập đều cái phần đường và đấy nó chín đều hết nha các bạn. Nếu như bạn nào ở ngoài các bạn làm á thì nghe cái mùi gừng nó thơm ơi là thơm luôn á. Rất là thơm mùi gừng. Thì các bạn cứ cho đồ lửa nhỏ các bạn canh, nếu bạn nào mà làm quen rồi thì các bạn có thể cho lửa lớn hoặc trung bình, còn bạn nào mới vừa biết làm á thì mình sẽ cho đồ lửa thiệt nhỏ để các bạn dễ phải canh á. Thì bây giờ các bạn cho sôi tầm khoảng cỡ 4 phút nữa là nó sẽ rút hết cái phần đường của mình nha. Giờ nó sôi tầm khoảng được 4 phút nè các bạn. Đó các bạn nhìn 4 phút á là nó sẽ khô hết cái phần nước và sẽ hơi sệt rồi nè các bạn. Thì mình sẽ dùng cái cây đảo, các bạn cũng đảo lên một lần nữa nha.
Bây giờ thì các bạn cứ đảo vô tư, không phải sợ là nó sẽ bị gãy phần gừng. Bây giờ các bạn sẽ đảo vô tư, tại vì cái phần gừng mình bây giờ nó đã mềm đó các bạn. Và nó mềm và cái đường đường nó đã sệt lại nè. Thì các bạn ấy nó ra từ từ. Thì bây giờ mình sẽ cho nấu tầm khoảng cỡ 2 phút nữa là nó sẽ sệt hết phần đường. Nhưng mà bây giờ xong 2 phút nữa nó sệt hết phần đường thì các bạn sẽ canh và đảo hoài nha. Chắc không là cái phần đường mình nó sẽ tới á. Nè các bạn nhìn trên cái dành chảo của mình nè, nó có phần đường mình nó đã tới nó như vậy nè. Bây giờ mình sẽ canh cho kỹ một chút xíu nha các bạn, để không là nó cạn nước cái là nó sẽ tới đường nó sẽ cháy á. Là mình nấu được 2 phút nữa nè các bạn. Thì đó, các bạn thấy cái đồ đường mình nó hơi sánh tới không? Nó sánh và nó sẽ lại cát cái phần này nè. Đó, các bạn sẽ dùng một cái giá cái sạn của mình á, các bạn đảo xung quanh xuống và mình sẽ đảo đều lên nha. Đó, khi các bạn đảo đều lên thì cái phần đường nó gần khô nên các bạn cho lửa nhỏ, giờ đừng cho lửa lớn nha các bạn. Nếu các bạn cho lửa lớn nó sẽ cháy và sẽ thứ nhất là nó cháy mà nó không có lại cái phần đường mình. Thì bây giờ nó muốn khô rồi nè. Các bạn hãy cho cái đồ lửa nhỏ và mình sẽ xới đều nó lên để cho cái phần này nó thiệt khô nha các bạn. Đó, các bạn xới nó lên như vậy nè. Đó, và xới đều hết lên như vậy tại vì bây giờ cái phần đường nó gần khô nè. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, nó gần lại cái phần mứt của mình là nó sẽ như vậy nè. Nó sẽ khô phần đường thì lửa đang nhỏ, các bạn cứ đảo đều lên cho nó khô thẳng hết nha. Bây giờ hiện tại ở ngoài trời nó đang mưa đó các bạn, nó hơi ồn, các bạn nghe đó. Rõ mà mình cố gắng nói rất lớn luôn á. Nhưng mà tại vì tiếng mưa nó sẽ làm các bạn nghe không rõ đó. Đó, bây giờ cái đường mình nó đã tới nè. Đó là nó lại hết rồi đó. Bây giờ các bạn dùng tay mạnh và đảo sáo nó lên cho nó khô. Khô cái phần đường và cái phần gừng nha các bạn. Khô là nó sẽ rớt ra từ từ như vậy nè. Còn nó còn ướt là nó sẽ dẻo và nó khô thì nó sẽ rớt ra từ từ hết nha. Đó, và các bạn thấy cái mứt của mình không? Nó rất là đẹp nè. Các bạn cứ để đồ lửa thiệt là nhỏ, các bạn đảo cho nó khô hết cái phần đường, chừng nào nó khô hẳn hết đó các bạn sẽ tơi nó ra. Thì tầm nửa ký đường thôi nha các bạn, là nó vừa tới nè. Các bạn làm nhiều đường quá là một hồi mình cũng sẽ bỏ cái phần đường này chứ không có dùng nữa nha các bạn. Giờ nó khô mình sẽ dùng một cái mâm và đổ nó ra nha các bạn. Bây giờ mình dùng ở đây một cái mâm thì mình sẽ đổ nó ra nha các bạn. Xin lỗi các bạn vì ở ngoài trời trời đang mưa thì lớn nhé. Có thì còn nóng các bạn sẽ đổ nó ra hết. Đó, các bạn thấy không? Nhét cả cái thằng chảo xuống luôn nha bạn. Khi mình đổ xong rồi mình sẽ dùng đôi đũa và một cái sạn mình các bạn làm cho nó tơi ra nè. Cho cái phần đường nó rớt ra hết á. Chứ không phần đường nó sẽ dính lại, không có mất nhiều quá thì nó sẽ không ngon đó các bạn. Còn nếu như bạn nào muốn để cho nó dính thì các bạn sẽ không đảo, các bạn sẽ tơi tơi nó ra thôi. Đó các bạn thấy không, phần mình rất là ngon luôn. Đó, thịt giờ nó còn nóng thì đó, nó sẽ tơi ra chừng còn khoảng bao nhiêu đường thôi nè các bạn, không có nhiều quá á. Chứ các bạn làm cái phần đường nhiều quá là hồi cũng bỏ chứ cũng không có làm gì hết nha. Thì bây giờ mình sẽ cải hết lên phần giá nó xuống và các bạn sẽ tơi ra cho nó nguội hết nha. Đó, thì bây giờ mình đã làm xong rồi đó các bạn, và nó khô nè, cái phần gừng mình nó đã nguội hết rồi thì mình cũng đậm cho bên trên cái phần gừng để nó rớt đường xuống nè các bạn. Nó rớt là rớt vừa đường này mình cho tầm khoảng nửa ký là nó vừa thôi, còn nếu các bạn cho tầm khoảng 8 lạng thì nó dư phần đường ra rất nhiều nha. Thì đến đây mình cũng đã làm xong rồi. Nếu các bạn nào cảm thấy thích video mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Cách làm cũng đơn giản, không mất nhiều thời gian nha các bạn. Các bạn làm cái phần gừng này á, ăn cho nó tốt sức khỏe. Và những ngày Tết, ngày đồ các bạn làm mất cho gia đình cũng được nha các bạn. Và video mình đến đây đã làm xong. Thì nếu các bạn nào đi chợ mua gì, mình chúc các bạn làm thành công và may mắn trong công việc nha. Và đến đây mình sẽ cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.